Diễn biến nổi bật từ cuối năm 2022 đến tháng 5 2023 phải kể đến là sự suy giảm nhanh chóng của hoạt động sản xuất công nghiệp tại Việt Nam khi nhu cầu toàn cầu suy yếu. Chỉ số PMI liên tục trong đà suy giảm và yếu nhất trong khu vực ASEAN đã tạo ra những áp lực rất lớn cho sự tăng trưởng của Việt Nam trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, sự kiện Trung Quốc mở cửa trở lại nền kinh tế và liên tục đưa ra các gói hỗ trợ đã là một trong những tác nhân lớn giúp hoạt động xuất khẩu của Việt Nam ghi nhận một vài dấu hiệu khởi sắc. Ngoài ra, sự ổn định trong sức khỏe của nền kinh tế Mỹ và châu Âu đã giúp cho nhu cầu nhập khẩu trong giai đoạn cuối năm 2023 sẽ dần cải thiện. Đáng chú ý, xuất khẩu sang Trung Quốc đã tăng trưởng trở lại 21,9% so với cùng kỳ lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm 2022, phản ánh tác động của việc mở cửa trở lại sau Covid từ quốc gia này. Nhìn vào các mặt hàng xuất khẩu chính, điện thoại giảm 28,9%, máy tính giảm 7,8%, hàng dệt may giảm 6,4% và sản phẩm gỗ giảm 24,6% so với cùng kỳ là những lực cản chính đối với xuất khẩu trong tháng 5. Điều đó nói rằng sự thu hẹp trong các mặt hàng xuất khẩu chính này đã giảm bớt áp lực so với tháng trước. Nhìn vào mặt tích cực hơn, xuất khẩu gạo và rau củ quả tiếp tục tăng mạnh tương ứng là 12,8% và 159,9% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ nhu cầu cao hơn từ Trung Quốc. Trong 5 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu gạo và rau quả sang Trung Quốc chiếm 19% và 64% tổng kim ngạch xuất khẩu của hai mặt hàng này, tăng lần lượt là 79,3% và 80,7% so với cùng kỳ. Dữ liệu nửa đầu tháng 6 cho thấy xuất khẩu giảm 9,3% so với cùng kỳ và nhập khẩu cũng giảm 18%, trong khi điểm yếu trên diện rộng vẫn tiếp tục diễn ra, nhiều dấu hiệu tích cực hơn đang xuất hiện. Đáng chú ý, máy vi tính và sản phẩm điện tử chiếm 15% tổng kim ngạch xuất khẩu đã tăng trở lại 13,9% so với cùng kỳ, so với mức giảm 7,8% trong tháng 5. Sự sụt giảm trong xuất khẩu điện thoại và linh kiện đã thu hẹp đáng kể xuống còn 5,4%. Nhìn chung, những kết quả này ủng hộ quan điểm của chúng tôi về con đường hồi phục chậm ở phía trước. Chúng tôi dự đoán xuất khẩu và nhập khẩu sẽ giảm 8,7% so với cùng kỳ và 8,3% so với cùng kỳ trong tháng 6. HSC giữ nguyên dự báo xuất khẩu và nhập khẩu lần đầu tiên giảm 4,3% và 5,2% vào năm 2023 kể từ suy thoái toàn cầu năm 2009, trước khi phục hồi lên mức 9% vào năm 2024. HSC cho rằng thương mại sẽ dần hồi phục trong nửa cuối năm 2023 khi nhu cầu toàn cầu có thể quay trở lại nhờ CPI thấp hơn. Có một thông tin cũng khá thú vị, đó là hoạt động xuất khẩu của Hàn Quốc có xu hướng tương tự với Việt Nam đã đạt mức tăng 5,3% so với cùng kỳ trong 20 ngày đầu tháng 6. Điều đó cho thấy những dấu hiệu lạc quan về sức mạnh của thương mại quốc tế và nhu cầu của lĩnh vực công nghệ. Nhờ các tín hiệu lạc quan dần xuất hiện một cách chậm rãi, cộng hưởng với các tác động của việc nới lỏng chính sách tiền tệ và mặt bằng lãi suất thấp dần đi vào thực tiễn trong các tháng tiếp theo, chúng tôi cho rằng tại Việt Nam hoạt động sản xuất sẽ dần hồi phục, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng thời điểm khó khăn nhất đang dần qua đi. Trên phương diện đầu tư, HSC ưu tiên đầu tư vào các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực với sự hưởng lợi lớn từ sự phục hồi chung như đã kể trên, cùng với sự lan tỏa dần tới các nhu cầu khác bao gồm vật liệu, hàng hóa và đặc biệt dần hỗ trợ cầu tiêu dùng trong cuối năm 2023 và 2024. Để biết thêm thông tin chi tiết và chuyên sâu về các cơ hội đầu tư vào các nhóm ngành và doanh nghiệp cụ thể, quý nhà đầu tư có thể tham khảo các bản tin, các buổi livestream và các hội thảo online do HSC tổ chức dành riêng cho quý nhà đầu tư của HSC.